Bạch Mã Visit, làng Bạch Mã. Thử thách leo núi hả? Thử thách leo núi Bạch Mã. Đây. Cái này hồi xưa nó rất là hoang sơ, cái hồi còn không? À có một cái làm như một cái cụm qua cái con. Hay là dạ, hay là một gì đâu, phải một tấm gương hả? À, làm có vẻ như dũng một cái cụm qua đúng không? Đó. À. Ra ra đây coi cá này tí ơi. Hai cá này. À, cá này, cho từ gặp bé con. Cá kìa, cá bơi lăng tăng rồi thấy không? Cá suối á. Ô, ngoài này nhiều kìa con. Kìa, bên ngoài kìa. Nước suối mà. Mát mà. Cái này mà ướp bia vô là hơi bị ngon nha. Ướp bia vô mát lắm. Mình bứng cái này. Đây là cục là mới dưới chân thôi, Bạch Mã thôi. Còn trên kia nè, lên trên đồi kia mới là Bạch Mã này thấy không? Bên kia là Bạch Mã không?